Xin chào thân ái và quyết thắng, chào mừng trở lại với channel của mình là Quân Toriko đây. Rất vui khi là bạn trong video khám phá Run City và xin chúc bạn có một ngày thật là tốt lành, tràn đầy niềm vui trong cuộc sống. Và các bạn ơi, các bạn đừng quên để lại một like và một đăng ký kênh nếu như các bạn chưa đăng ký cho kênh của mình các bạn nhé. Đó sẽ là động lực để mình làm thêm nhiều video tiếp theo. Vậy nên mình xin chân thành cảm ơn các bạn. Đấy, ra mình muốn cười một cách sảng khoái hơn như là vua. Nhưng mà nói chung là chúng ta coi bộ là chưa có gì mà cười như vậy rồi thì chắc các bạn like mạnh quá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về một video khám phá là về cập nhật mới, có liên quan đến sự kiện cập nhật mới, liên quan đến cập nhật mới về Speed nha các bạn. Đấy, nói chung là từ đợt cập nhật mà chúng ta có nhiều video cập nhật trước là về hai việc. Nói chung là về việc mà cập nhật thêm tốc độ cho những thu rồng là một, và cập nhật thêm một cái lượng op khác, đó là loại op cách 10 để các bạn là hai. Thì có vẻ là các bạn quan tâm nhiều hơn đến thông tin về lượng op cấp 10. Tuy nhiên thì thông tin đấy cập nhật vẫn chưa có gọi là thông tin nào kiểu giống là gần sát các bạn. Nhưng thông tin về cập nhật Speed thì cũng đã được là cập nhật ở một số nick. Mình thấy là có quay video các bạn ạ. Và cũng như là có một cái sự kiện sẽ là cái dấu mốc để đồng bộ trong các nick. Cũng là sự kiện sắp tới đây các bạn ạ. Chúng ta sẽ tìm hiểu về sự kiện này. Vì sự kiện này nó sẽ đóng vai trò là một cái gì đó mở màn cho việc cập nhật Speed như các bạn. Ví dụ như là việc cập nhật bơ hồi sinh đấy các bạn. Bơ lưỡi hái tử thần ấy. Thì có chu rồng là Okana Death. Và bây giờ chúng ta cập nhật về tốc độ Speed thì cũng có một chu rồng là đại diện cho sự cập nhật này. Chu rồng đó là gì, có những sức mạnh ra sao, thuộc cách mấy, rồi sở hữu như nào, hay là những cái phần thưởng gì liên quan đến việc cập nhật mới, thì hãy cùng mình khám phá trong thông tin về cập nhật mới sẽ có ngay bây giờ nha các bạn. Ok, mình tin chắc là các bạn đã like rồi phải không, các bạn đã đăng ký rồi phải không. Và đi thôi, thắt gian toàn vào và bây giờ chúng ta sẽ đi khám phá thôi các bạn. Đấy, sẽ vào trong gọi là những bức ảnh mà liên quan đến cập nhật nha các bạn. Ok, các bạn thấy gì chưa? Một chú rồng mà nhìn khá là giống Sonic các bạn ạ. Chú rồng Sonic và nhìn một phát là biết ngay cách máy luôn. Có biểu tượng VIP Mythic thì đây là một chú rồng cách 10, bằng với lại cách của những rồng Vampire hay là những rồng là Kana Kama nha các bạn. Đấy, thì chúng ta có thể biết được một điều là nếu như vậy rồi thì chỉ cần chú rồng này có skill đặc biệt thôi thì cũng là có thể là đặt vào trong diện, nói chung là trong diện sức mạnh có thể là tham khảo qua đấy các bạn ạ. Thì đây các bạn đang nhìn thấy chu rồng này là chu rồng này đang mặc một cái skin, vì vậy nên chúng ta đang có là skill đặc biệt nha các bạn. Skill đặc biệt, wow. Thì ở đây là nói chung là trước mắt ta cứ xem cái skill đặc biệt này như thế nào nha các bạn. Thì đây là một skill đặc biệt giúp cho chu rồng này được tăng đám. Wow, tăng đam các bạn, chắc là tăng chỉ số đam đấy. Đam gốc hay là đam skill mà để như vậy là nhiều khi là tăng đam gốc đấy các bạn ạ. Và mở khóa thêm một skill mới, đó là skill Turbo Shock, một cái gọi là tia sét tốc độ các bạn ạ. Thì nó sẽ là một cái đòn đánh hit từ 9 tới 11 lần luôn các bạn ạ. Có nghĩa đây sẽ là chú rồng có cái lần giật nhiều nhất trong tất cả chú rồng của Run City tính đến thời điểm hiện tại. Nếu như gọi là nói chú rồng nào đang giữ kỷ lục về nhì thì thực ra là cũng mới đây các bạn ạ. Chính là chú rồng 2 Okana Z mà nếu như có skin được giật tới 8 phát là thấy ghê gớm rồi. Trước đó thì có giật tới 6 phát là của chú rồng Hexer Vampire, mà trước đó là cũng có Boulder là giật tới 6 phát rồi các bạn ạ. Đấy, nhưng mà 7 phát, 8 phát thì mới xuất hiện ở chú rồng là skin của chú rồng là Okana Z mạnh nha. Mà không ngờ chú rồng này có tới giật là 9 tới 11 phát luôn. Các bạn sẽ suy nghĩ là lượng đam từ 9 tới 11 phát nó sẽ giật một cách gì đó vô cùng là đau đớn các bạn. Cái này thì còn tùy các bạn ạ. Tại vì kiểu giống như là không phải là chúng ta quy định ở phát giật là giật nhiều giật ít là đam to cao nhân x3 x4, mà kiểu như là có một số những cái quy định là giật full thì đam nó sẽ được bao nhiêu, hay là giật từ đây đam có thấp không. Ví dụ như là những chú rồng chúng ta biết kiểu như là Duo đi, hay là những chú rồng kiểu như là Dial trong The Walking Dead đi các bạn, cũng là giật từ 2 tới 6 phát cái gì đấy. Mà thật ra giật 6 phát chỉ bằng với một cái đòn đánh bình thường thôi các bạn ạ.
nên không phải cứ giật nhiều là mạnh nha các bạn. Chúng ta phải gọi là xem thử cái mô tả của cái giật này, cái sát lực cụ thể bao nhiêu, cái sự chênh lệch hay là gì đấy nha các bạn. Thì ở đây chúng ta sẽ có là trong nó có vẻ là cũng skill này trông khá là lực lưỡng, khá là mạnh với các bạn đấy, nhưng mà kiểu skill này được so sánh với skill là Hexagonal skill, có nghĩa là skill của Hexer Vampire đấy các bạn nha. Thì cái lượng đam của nó sẽ tương ứng với việc giật được 6 phát của chú rồng Hexer Vampire là cỡ là được x2 đấy các bạn. Thì thành ra mình nghĩ là chú rồng này cũng kiểu giống vậy, giật được 11 phát thì đam cỡ là x2 hoặc hơn x2 một tí xíu, còn giật 9 phát thì kiểu cũng nhiều nhưng mà trong cái tầm nào đó thôi các bạn nha. Đấy, thành ra là như vậy, chúng ta chỉ biết một điều là càng giật về sau thì càng đau thôi các bạn ạ. Đấy, nên là còn phải cân nhắc chú rồng này ra rồi test thử lực chiến ra sao nha các bạn. Nhưng mà trước mắt là có tăng đam và có skill đặc biệt hãy sắm xét nếu như có sở hữu skill này. Đấy, ok. Thì bây giờ qua đây là chân diện thực sự của chú rồng này đây các bạn ạ. Đó là một chú rồng Sonic màu vàng với đôi chân thì mang rất là nhiều đôi dép màu xanh, chứ không phải là màu tím các bạn. Khi mà đủ số lượng dép thăng cấp lên skin rồi thì mới biến thành màu tím thôi các bạn nhá. Và chúng ta có cập nhật vào đó là speed tốc độ các bạn. Thì cũng có nghĩa là khi vào cái dịp sự kiện này, có vẻ là khi mà chúng ta gọi là mặc dù chưa cập nhật tốc độ thì cũng sẽ được đồng bộ tốc độ ở những chú rồng. Khi này mình sẽ có những cái cơ chế đánh theo tốc độ nha các bạn. Cái cơ chế này thì lúc mà nó đang ở bản thử nghiệm thì mình có xem qua ở một số bạn đăng video lên, đó là lực chiến của chú rồng nào có cái lượng speed cao thì được đánh trước là một nè, mà còn gọi là nếu chênh lệch quá nhiều thì đánh xong một lần rồi còn được đánh thêm lần nữa các bạn nha. Quá là ghê gớm luôn á. Thế thì bảo sao lại cái speed này, thì có lẽ là cho cái speed này vào để mà chúng ta có một cái gì đó gọi là đánh giữa hai người chơi, đánh trực tiếp cái gì đấy, nó là một cái cơ chế các bạn ạ. Mình nghĩ là như vậy. Thì cũng có một cái sự kiện là đánh arena xếp hạng kiểu như là được quay cái phần thưởng, thì cái đấy thì nói chung là chúng ta có thể tìm hiểu sau hay là chờ đợi cái cập nhật ra rồi chúng ta có thể là có cụ thể cho các bạn. Ok, thì chú rồng này là thuộc hệ sấm sét nè, requirement đây là ở trên là thu thập và quét nha các bạn, là yêu cầu quét có gọi là những chú rồng như là Neon rồi gì, cái đấy mình sẽ gọi là nói về sau nha các bạn. Thì skill chú là hệ chú rồng này thì có là sấm sét, hệ gió, hệ scale và hệ legend. Nhìn chung mùa hệ thì mấy hệ sau khá là ngon, nhưng mà hệ đầu tiên hệ sấm sét thì chắc là tượng trưng cho tốc độ á. Nói chung là cũng không sát, chú rồng này là một chú rồng nếu như không có sự kênh chúng ta tính là một chú rồng với mythic bình thường đi, thì mythic bình thường là thậm chí là cỡ 2-3 sao mình cũng không có đầu tư các bạn ạ. Đấy, nếu mà có sẵn mảnh rồi thì rảnh thì cũng ra nâng, không nghĩ để dậy luôn. Còn đối với chú rồng này thì nếu như có sự kênh thì nó lại là một cái câu chuyện khác. Để đến khi chúng ta biết được sự kênh chú rồng này thì mang lại sức mạnh bao nhiêu, so với lại chú rồng như là Vampire, so với lại chú rồng như Kama thì có đáng để đầu tư hay không, thì nó sẽ là một cái câu chuyện khác nha các bạn. Nhưng mà cái vấn đề là có lấy được skin không, lấy bằng cách nào hay là gì đấy thì chúng ta phải tìm hiểu luôn các bạn ạ. Rồi ok, và qua đây thì các bạn thấy là một cái đôi giày, thì đây là một cái vật phẩm đôi giày nha các bạn. Đôi giày để mà chúng ta có thể là mở được những cái móc của sự kiện cũng như là để mà đổi cái vật phẩm đấy. Thì đôi giày này sẽ kiếm được ở trong trong gọi là lịch đăng ký nè, Missing Dragon Rescue, là đánh trong rồng Rescue này, giải cứu rồng này các bạn, chìa khóa đấy, và đánh quest nè, đánh arena với lại là offer chắc là mua đấy các bạn ạ. Ôi giời, offer là mua rồi, không biết là mua số lượng bao nhiêu, nhưng mà không biết là mấy cái kia có đủ để chúng ta lấy free những cái móc tới skin không, nhưng khả năng là khó các bạn ạ. Ngoài ra thì có bạn còn bảo là chúng ta có thể là đăng nhập trên web để mà lấy cái lượng giày này, chứ không biết là mỗi tuần được lấy bao nhiêu cái rồi cách thời gian bao lâu thôi các bạn ạ. Ok, và đây chính là các móc để đổi của đôi giày nha các bạn. Móc đầu tiên thì sẽ là 5 đôi giày đổi một cái rương này. Cái rương này là để đổi mảnh cấp rồng cấp C thôi. Mình thấy là trong video chiếu là như vậy nha các bạn, thì cũng không cần quan tâm nhiều lắm. Rồi ở bên đây là được 10 cái đôi giày thì được 25 mảnh của chú rồng này. Wow, vậy tính ra là chú rồng bên kia ở cái móc 100 là 100 đôi giày thì lấy được một chú rồng này. Thì bây giờ mình suy nghĩ của mình á là những chú rồng hiện tại mà kiểu ra mới đa phần đều là 200 mảnh.
Còn chú rồng này thì nếu như chị tính là VIP Mythic thì là 100 mảnh, nhưng mà chú rồng này có thể là mang được skin các bạn ạ. Thì khả năng chú rồng này 200 mảnh là cũng xác suất là cũng sẽ có các bạn. Vậy nên là cho móc 10 này. Thành ra là nhiều khi chúng ta chưa cần đến móc 100 thì có thể là summon chú rồng này. Đấy, ok, còn nếu móc 100 summon là có luôn chú rồng này thì mình có thể là ước tính như là lấy cái lượng mảnh trước đó mình có để mình nâng sao chú rồng này. Và nếu như được thêm 25 cái nữa thôi là có thể là có luôn skin. Vậy skin chỉ cách chú rồng chúng ta sở hữu là 25 chiếc giày và được cộng thêm là 500 mảnh nữa. Thế tính ra là tới 125 thì cũng được bên kia đổi được là khoảng tầm 12 lần. 12 lần trong đó 4 lần là được 100 mảnh rồi. Vậy là cũng kiểu 300 mảnh các bạn, 300 mảnh với 500 mảnh ở đây. Cộng với chú rồng kia thì chắc cũng nâng được lên tầm là 3 sao, có thể đầu tư lên thêm 4 sao về nhiều cái điều gì đấy. Hoặc là tham gia nhiều nick, nhiều gì đấy chúng ta gọi là có thể tích trữ mảnh. Đấy, thì cái việc đấy cũng ok. Cái vấn đề là có lên được cái skin này không này các bạn. Lên được skin là 125 nha các bạn. Mà mình nghĩ là dễ gì chúng ta lên được móc cuối các bạn. Đấy là trường hợp chúng ta chưa biết sao chứ mà để xem tiếp nha các bạn. Ok, và đây chính là quest của những chú rồng mà chúng ta cần phải có để mà địch quest đấy các bạn ạ. Trong đó thì có rất là nhiều chú rồng rất là quen thuộc của chúng ta, như là chú rồng Neon, chú rồng Gió, chú rồng gọi là đây nếu chú rồng có hệ cái sọt với lại hệ tam giác đó các bạn ạ. Chú rồng than đá và một chú rồng nữa là chú rồng Ebit có hệ laser giật, mình nhớ là như vậy nha các bạn. Đây, trời ơi, và run này được tăng ít 2 điểm á. Wow, rồi ok, thì đây là những bức hình. Rồi bây giờ chúng ta sẽ đến với lại cái thông báo bài viết của một bạn ở trên group Sun Run City, đang là nhà báo Run City nha các bạn. Nhà báo còn lại rồi, bạn gọi là nhà báo đầu tiên là bạn Võ Tấn Cường rồi, bạn ấy đi rồi. Ok, thì chúng ta sẽ đến với bạn Nguyễn Đoàn Thái Anh ở trong group Thợ Săn Run City. Thì mình mong các bạn có thể là giúp cho bạn Nguyễn Đoàn Thái Anh có thể là tăng tương tác để bạn ấy có động lực mà gửi gắm nhiều cái thông tin về gọi là Run City cho chúng ta gọi là tham khảo nha các bạn. Ví dụ đây là có sự kiện Dragon Roja tiếp theo nè, đó sự kiện nè, đó gọi là biết thông tin các kiểu luôn, có gọi là lời phê bình luôn các bạn nha. Đây, thông tin tổng hợp về Event Speed thì mình kéo xuống, ở đây là về Master sau nha các bạn. Master sau đây là Master World để chắc là đang hiện tại là Master của chúng ta đây các bạn nha. Ok, sau Master World là tới Master gì nhỉ? Ta chưa có thông tin các bạn nha. Ok, và đây thì thông tin tổng hợp về Event Speed ngày diễn ra là ngày 23 tháng 11 đến ngày 21 tháng 12, 28 ngày luôn các bạn nha. Thì ngày 23 tháng 11 là sắp tới rồi các bạn, ngày hôm nay là ngày 21. Rồi ok, vậy là còn 2 ngày nữa. Chúng ta gọi là đưa tin trước cũng ok đấy. Skill mới là ảnh thứ hai nha. Rồng gọi là VIP Mythic thì là ảnh một. Khi bật skill vào thì sẽ được bút thêm power cho các chiêu thức. Cứ hiểu là tăng đam, bút thêm power cho các chiêu thức. Vậy là kiểu không phải là bút đam gốc mà là bút các chiêu giống như là đang 2k lên 2k2 không. Thì nói chung là cứ là tăng đam là được các bạn. Dù sao cũng là tăng đam đó các bạn. Chứ tăng đam gốc mà không tăng những cái skill đam kia thì cũng chắc cũng vậy không. Ok, và thêm skill Turbo Shot đánh từ 9 đến 11 hit. Nhưng mà đừng nghĩ là bá hay mạnh gì cả. Lượng đam từ skill gây ra cũng gần ngang skill Hexer gọi là Hexer Organic của chú rồng Hexer Vampire đấy các bạn ạ. Nhưng theo cá nhân tôi thì mình nghĩ đam sẽ lớn hơn skill Hexer vì skin còn bút thêm power cho gọi là skill này nữa. Wow, hợp lý các bạn, hợp lý. Thì nói chung là tại vì kiểu đam skin thì có gọi là so sánh là ngang với skin đấy, nhưng mà được bút đam, nếu mà bút đam gốc thì chắc là được tăng đấy. Còn nếu mà xét về đam của skill đến một cái mức độ nào đấy thì cũng khó, vì skill chú rồng Hexer Vampire là lên đến 2650 thì phải, nên là skill để đam bình sinh cũng đã cao rồi các bạn ạ. Nhưng sao hình như là về set lượng skill thì cỡ như vậy. Nếu như là cỡ như vậy thì mình nghĩ là vẫn không thể so sánh được với chú rồng Hexer Vampire, bởi vì chú rồng Hexer Vampire là chúng ta còn có thêm skill là hấp huyết nữa các bạn ạ.
Đấy, nói thì nó như vậy, nhưng mà nếu như được sở hữu gọi là free, hay là được sở hữu ok thành công nice, thì chúng ta cũng có thể là phấn đấu để mà lấy, rồi lấy thêm mạnh để mà nâng sao từ từ các bạn. Ok rồi, và về cái thu hoạch vật phẩm sự kiện event thì có video. Vì chưa có đủ thông tin về số lượng kiếm được vật phẩm nên vẫn không xác định được là sự kiện này kiếm skin dễ hay khó. Ý bạn ấy nói là cũng không xác định được nhiều cái nguồn, là kiểu chúng ta cho đăng nhập hay là cho gì đấy, cái lượng cụ thể bao nhiêu, hay là kiếm free arena các kiểu là bao nhiêu, để mà biết được là dễ hay lấy skin của các bạn, khó lấy skin. Đấy, cách để thu thập, sao có một chữ là dép nữa nhỉ? Ui, hay như là thu thập chiếc dép, chiếc giày. Đây là vật phẩm các bạn nha. Đấy, quest là với ảnh 4. Ảnh 4 là quest là bốn chú rồng mà lúc nãy chúng ta thấy đấy các bạn ạ. Lịch nhận hàng ngày không có ảnh thay thông tin số lượng nhận được. Ok. Rồi Dragon Rescue cũng 3 chấm luôn các bạn ạ. Arena 3 chấm luôn, Offer 3 chấm. West Store nhận free như các hiệu khác, chỉ là không biết bao lâu nhận một lần. Ok. Cái này mình có nói qua rồi. Rồi, BS nha các bạn. Với quả tên sự kiện như thế này, này là mà gọi là chủ đề sự kiện rất chi là nhanh với tốc độ, rất có khả năng, chữ to luôn các bạn, là ngày 23 tháng 11 này sẽ update xe buýt rồng đó. Cuộc chiến cướp tun lẫn nhau xin phép được bắt đầu từ đây, chỉ là suy đoán. Ok, thì mình cũng có một cái gọi là suy đoán như vậy nha các bạn, giống như mình đã nói là một cái big update lớn, vì chú rồng này có mang cho mình là cái tốc độ với lại cái tên của sự kiện này về tốc độ, nên là trước sau gì chúng ta cũng sẽ gọi là được thông qua cái service này, khác với một số những cái cập nhật mà cho thử nghiệm như nhà phát hành có nói hồi trước, như là rồng 6 sao hay là kiểu nâng lên max level 80 thì đã gọi là bị phản đối nhiều và kiểu có thông báo là ngưng cập nhật như vậy. Nhưng đây thì mọi thứ vẫn suôn sẻ và không có gọi là điều gì kiểu là cản trở, nên mình nghĩ là sẽ được cập nhật cho tất cả nhu rồng. Nó sẽ là một cái gì đó thay đổi rất là mới nha các bạn. Ok, cùng xem gọi là video nào. Đấy, cái gọi là móc kia thì là về những chú rồng về lấy cái skin các bạn ạ. Cái móc đầu tiên là những chú rồng cấp C, rồi móc này là lấy skin 125 này. Móc 100 là lấy chú rồng kia nè. Xem lại không? Đó. Thì cái móc một là cũng khá là bình thường nha các bạn. Đấy, có những cái móc kia thì như vậy đó. Ok, thì đây chúng ta có thể thấy là bên đánh quét là đánh quét khi mà có chú rồng này vào đánh quét thì đánh được một cái lượng lượng giày đấy các bạn. Lượng giày cũng gọi là khá khá là nhiều, yêu cầu có quét cái kiểu này, mình sẽ vào đây xem cụ thể luôn nha. Đó, ok, rồi, ta xoay màn hình lại nè các bạn. Ok. Rồi, thì đây là nhiệm vụ nha các bạn. Thì khi bắt đầu là ngày 10 11 tháng ngày 23 tháng 11. Ok, kết thúc là ngày 20 12 21 tháng 12. Cũng lâu các bạn. Thời gian này chắc là cũng cho chúng ta cái việc là kiếm chú rồng này để đánh ở trong đây. Thì đếm xem các bạn biết là có, ôi level 70 full quest. Trời ơi, trời lớn vậy. Phải tính toán sao mà nếu lấy được skin thì nâng lên là 70 các bạn ạ. 1, 2, 3, 4, 5 thì có 27, S tới 27. Cái đầu tiên là 5 rồi nè, đây lên là 10 nè. Rồi 12, đây là bắt đầu thêm 6 nữa là 18. 18 thêm ở hàng này là 5 cái là 10 có các bạn. 18 thì đây là 28. 28 với 2 là 30. 39. Rồi 49 và chắc cũng tầm 54 các bạn ạ. Ôi, bạn ấy có đếm 54 nè. 54 cái dép. Ok. Và mỗi trận 1 tiếng, tổng cộng vật phẩm là 54 điểm, đặc biệt là quét đánh bại một rồng bằng 5 điểm kỳ rank. Ui. Mỗi bên là đánh 5 5 chú rồng là được cộng 15 điểm luôn á. Tham gia gọi là 10 cái là được 150 điểm thôi. Thôi ui, quét kỳ rank thần tốc các bạn ạ. Đấy, còn bên đây thì yêu cầu bắt buộc phải có chú rồng là Neon, rồi chú rồng này 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 đấy các bạn. Đấy thì Prophet là Alan các bạn ạ. Bullywin nè. Đấy, level 40 đánh full quest. 40 thì chắc là được đấy. Mỗi trận hồi 1 tiếng, tổng cộng vật phẩm là 7 cái dép. 7 đôi giày các bạn ạ, 7 cái giày đấy.
cho mỗi quét tổng 4 quét là 21 cái giày. Điểm đặc biệt là đánh một rồng quét được 2 điểm. Thì đây bạn ấy sắp xếp thời gian, nhưng mà kiểu bạn ấy xếp gọi là sai chuỗi thời gian giữa quét rồng á, thì không sao, nói chung là không không sao các bạn. Ý là cái hai chỗ, cái chỗ này nè, 7 tới 12 nè, giống như là chu rồng neon nè, 23 tới 30, chu rồng Bollywood thì 30 tới 7, rồi sẽ đến chu rồng ở phía cuối cùng là 7 tới 14, là chu rồng nói chung là ngoài không gian đi các bạn, rồi mới đến chu rồng legend kiểu mà epic có hệ legend. Ok, thì chúng ta sẽ thử tìm hiểu những chu rồng có trong khi nãy nha, để xem chúng ta có lấy bằng cách nào nha các bạn. Ok, thì bây giờ mình sẽ tìm kiếm nè. Đầu tiên là chu rồng neon đi, chu rồng này dễ nhất nè. Ôi, chu rồng này có thể like được các bạn nha. Chu rồng này like giữa hệ điện và bóng tối nha các bạn, like giữa hệ điện bóng tối. Ok, chu rồng tiếp theo là chu rồng Bolly phải không các bạn? Bolly Will. Ok, chu rồng Bolly Will. Ôi, có trong kho luôn. Chu rồng này thì không like được các bạn ạ, nhưng mà có thể là đánh gọi là rescue. Ta-da, bấm vào đánh rescue này các bạn. Rescue mình đang đánh chu rồng sâu khỉ rồi. Ok, thì nói chung á, thật ra là tất cả chu rồng mà chúng ta đang cần để mà đánh quét về sau đấy các bạn đều có thể là đánh rescue được. Đấy, ta sẽ test thử thêm một vài chu rồng nha. Là chu rồng Bro đi các bạn, Bro Pet đi. Đây, Bro Pet này các bạn. Very rush. Xem có đánh rescue được không. Ôi, mình đang gọi là có chu rồng này rồi, đang ở trong kho các bạn, rồng than đá nào. Đi ra không, đi ra không anh bạn, anh bạn à, anh bạn à, anh bạn đâu rồi? Như chú rồng gọi là đi đâu rồi các bạn à? Đây rồi, đây rồi, đi ra không, đi ra thôi đó, đi ra nè. Ok, chú rồng đi ra rồi nha các bạn. Mình thì đang gọi là đang đánh rồng kia rồi, không có sợ cái rescue các bạn xem được. Rescue chúng ta gọi là kêu cũng được, xem được. Còn chú rồng này mà cách lấy khác thì có thể là summon, summon bằng mảnh, kiểu là summon bằng orb nè, rồi có thể là like được ở bên hòn đảo bên kia, nhưng mà mình không có tán thành việc like ở bên đó lắm các bạn ạ. À, thì chúng ta gọi là có thể là tìm trong đây. Trước mình có summon rồi, chắc là cũng có đây đó, mảnh thì nhiều các bạn, có thể là summon các bạn, thậm chí là nhiều khi chúng ta không cần đến sự kiện, có thể là bù vào để summon luôn á. Rồi còn một chú rồng nữa là chú rồng Ebit có hệ legend không? Chú rồng mình thấy mình nhớ các bạn ạ. À, chú rồng đó tên là gì nhớ, chú rồng tên là gì nhờ, người ta gọi là cứ tìm thử đi, tìm thử cho các bạn. Ta da. Ôi vậy nhớ nhầm ở đây nè, đây nè, đúng rồi, chú rồng gọi là Aslan Ti nha các bạn. Thì cũng có thể là đánh rescue nè, đó đánh rescue gọi là có đội Epic này các bạn, còn đang có ở trong rescue đấy. Thì các bạn có thể là lấy trước bốn chú rồng này rồi phòng thủ để chúng ta đi đánh quét, nếu như ví dụ các bạn gọi là không có đánh quét để mà tập trung chủ yếu lấy vật phẩm hay là lấy gì đấy là một phần nhỏ, thì cũng có thể là có quét để mà cày rank. Cái này bốn quét mà mỗi quét được cày bao nhiêu điểm đây, xem nào, xem nào. Mỗi quét là ta sẽ cày khoảng là nào 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 1 2 3 4 5 10 12 12, rồi mỗi ải là có 3, lấy 12 nhân 3 lên chắc là được cũng 36 điểm các bạn ạ. À, cũng được, mà bốn quét lại nhân cho 4 nữa. Ui rồi, đánh hết bốn cái quét này không bằng đánh cái quét này cày ra thần tốc các bạn ạ. À, ok thì cứ cho là vậy đi, cứ vậy đi các bạn, cũng được trên 100 điểm rồi, cũng ngon rồi đấy. Thì kiểu vậy, kiểu đánh tàn tàn, đánh vui vui cũng được, thì các bạn có thể chuẩn bị những chú rồng này nha. Thời gian thì ta cứ chuẩn bị bây giờ là được rồi nè. Mình có một vài chú rồng rồi thì mình sẽ đặt một vài chú rồng khác ra cho các bạn. Sao mình lại có nhiều quả trứng ở đây quá vậy, có cần đặt quả trứng ra không vậy? Chắc là không cần đâu. Ok, và mình sẽ gọi là đặt những chú rồng đó ra nha. Chú rồng gọi là Bolly các bạn. Ok, đây nè. Hai chú rồng này mình có rồi, hai chú rồng này mình ở trong đây là mình không cần là phải đánh hay phải like hay phải summon gì hết các bạn ạ. Rồi, Aslan. Ok, Aslan trên đây nè các bạn. Đó.
Ồ, rồi, ok. Đấy, thế là chúng ta gọi là đã nhanh tay lẹ mắt có được bốn chú rồng mà cành trong yêu cầu rồi. Rồi, bây giờ thì chúng ta sẽ đến với lại phần shop nha các bạn. Sự kiện thì cho các bạn xem qua phần sự kiện nha. Sự kiện hiện tại thì có sự kiện này là có bình, đổi bình mà kiểu như là may mắn mới đổi được. Cái sự kiện này giống sự kiện đợt trước, vật phẩm nó cũng không có phải là ngon bằng sự kiện vừa rồi nha các bạn. Sự kiện này thì ở mức này có đổi được 10 cái gọi là orb legendary này, phải đổi được có 4 lần mà phải có 3 cái vật phẩm lận các bạn nha. Rồi đây nữa, một cái quả trứng mythical với lại 80 này nhưng mà cũng không có câu giòn đâu các bạn nha. Ở đây là một quả trứng vampire nha, vampire và ui cái này thì ghê đấy. Bốc này tới 200 mà có nhiều cái này luôn. 15 chú rắn. Chín cái hộp này với lại là cái này. Thì chắc chắn là phải khó rồi. 15 á, 15 20, 9 với 10 á, trời ơi. 6 với 8 không dễ ăn đâu. Ok, chúng ta sẽ gọi là vào trong cái sự kiện nha các bạn. Ghê thiệt, sự kiện liên tục luôn các bạn, cứ là summon rồi cứ là empower. À, báo cho các bạn một tin nữa là mình mới phát hiện ra là chúng ta đã nâng cho chú rồng tiều phu đấy các bạn lên được level 60 thì được đánh ở đây luôn các bạn nha. Được đánh tới màn kế cuối luôn. Lấy thêm là 200 mảnh này. Thành ra là mình có kế hoạch là nếu như có được sự kiện Emoco tiếp theo đấy, mình sẽ đánh chú rồng này để mà nâng cho chú rồng này lên sao luôn các bạn nhá. Rất là ghê gớm các bạn, lên sao lên 5 sao lượng 70 để đánh cái này luôn. Là coi như chú rồng tiều phu này là có sức mạnh sớm luôn á. Thấy các bạn thấy ghê chưa? Em mình sẽ để dành cái quest này, quest này còn 8 ngày lận mà. Mỗi lần đánh một tiếng ngày hôm nay mình cũng đánh trong bị nhiều đó các bạn. Tính là làm video nâng sao cho ngày hôm nay rồi nhưng mà mình không có kịp cái khoảng thời gian hết sự kiện các bạn ạ. À. Nhưng mình nghĩ là chắc sự kiện liên tục mà. Cứ summon rồi cứ empower rồi đang có gọi là shop crazy nữa. Chứ là không có sự kiện là cho giảm giá cho rồng ăn thôi. Sự kiện đó đã chôn vùi trong dĩ vãng rồi các bạn ạ. À. Đó, ta sẽ gọi là ủa mình sẽ cho chú rồng đang tập luyện cho rồng kia mà nhỉ. Ok, rồi và Arena Master 3. À khoan, ta sẽ đi với lại là Shop Crazy để mà đến với lại shop lần này cho các bạn lời khuyên về những chú rồng được bán trong Shop Crazy đợt này nha. Crazy đợt trước thì mới là những rồng Redemption thì cũng có thể là đứt dụng võ để người ta mua. Còn bây giờ thì sẽ đến với lại chú rồng là Eternal các bạn nhé. Gồm Eternal tím xanh rồi hồng tím xanh đỏ. Xanh lá cây, xanh lam, màu đỏ nhưng mà đỏ đen chắc vậy, kia đỏ hồng và màu vàng. Ok thì đối với lại dòng Eternal các bạn đã biết là những chú rồng legend thuộc Eternal không có mang sức mạnh quá cao, và đặc biệt những chú rồng bình thường thế này không phải chủ nhân của bộ bóc thì cách chỉ có chính thôi, mà cái nội tại cũng không phải quá là cơ động, quá là đa dạng. Nhiều khi á, là để cho đối thủ xuống còn 15% máu cũng khó các bạn ạ. Nên thành ra là lời khuyên của mình là chúng ta không nên đầu tư vào những chú rồng Eternal, nhất là những rồng Eternal cách chính. Bạn nào thích cái phong cách chơi Eternal, thích việc là chúng ta được Assassin nhìn cho màn hình đẹp ảo thu chảo thì có thể cân nhắc để mà đầu tư cho những chú rồng Eternal nhưng mà cách 10 thì nó sẽ đỡ thọ hơn cách chính. Còn nếu các bạn gọi là chỉ vì gọi là cá nhân hay là chỉ vì một cái sở thích thì gì đấy thì tất nhiên rồi các bạn quyết định sao, đó là về cái gọi là quyết định của các bạn. Mình thì sẽ luôn ủng hộ cho những quyết định đó nếu thực sự là theo cái ý đồ riêng của các bạn, sở thích riêng của các bạn nha. Đấy, ok. Còn về lời khuyên chung thì chúng ta không nên đầu tư vào những chú rồng Eternal này. Eternal nào mà ví dụ trong đây thì để mình xem thử chú rồng nào được nhất trong đây nha. Scale này, tam giác, hệ ma dịch. Rồi ok, mình thì đã lựa ra những chú rồng có hệ đầu tiên này ngoài không gian này, bốn chú rồng ngoài không gian này. Thì trong bốn chú rồng này chúng ta sẽ nhìn thấy được scale thì cũng khá là ok, nhưng mà giờ thì scale cũng nhiều rồi. Cái là chúng ta sẽ ok khi mà chọn ở bên đây chú rồng màu xanh này. Màu xanh này được này các bạn, hệ có hệ thời gian rồi có hệ tam giác và lại hệ linh hồn của rồng luôn đó. Hoặc là xem chú rồng hệ linh hồn của rồng đây. Ok, thế trong hai chú rồng này thì chú rồng đây.
Vậy là chú rồng này ok nhất nè, chú này ok nhất, rồi đến chú rồng này ok thứ nhì, hoặc là chú rồng này ok thứ nhì. Đó, hai chú rồng này là một trong hai chú rồng này, cái này là ok thứ nhì và thứ ba, còn chú rồng này là ok nhất. Tức là nhìn sâu ra về hệ nha, chứ mình chưa có xem vào skill đam bao nhiêu. Nếu như có một chú rồng đó vượt trội về đam thì nó lại khác nha các bạn. Đấy. Nhưng mà mình nghĩ là về hệ nó chiếm ưu thế vậy là cũng được rồi. Đam nó có cách biệt nhau không lớn thì cũng không gọi là ăn thua đâu các bạn ạ. Ok. Chứ như vậy nên là chúng ta sẽ đến với đấu trường Arena để làm nhiệm vụ luôn các bạn. Ôi, cái gì đây? Phải thu hoạch trái cây các bạn ạ. Thì là phải trồng lại trái cây ở đây rồi, trồng lại trái cây một mê rồi. Đấy, trái cây là cứ trồng loại một mê nha các bạn. Đó. Ok, đấy, loại một mê đấy. Đó. Ta sẽ trồng trái cây về loại này. Để mà mình sẽ kiểu sương sương, mình nghĩ là sự kiện này mình cũng sẽ không tham gia nhiều. Mình nghĩ là như vậy đó các bạn. Chỉ sương sương là để mình thu thập thêm những cái huy hiệu Eternal, huy hiệu gọi là Arcana, cái gì chúng ta gọi là mở được bao nhiêu hay bao nhiêu thôi. Và chắc là có nhiều cái sự kiện summon rồi, em mua liên tục như thế này thì chắc là cũng nên là train cho chú rồng hai rất mạnh qua sớm các bạn ạ. Mình nghĩ là vậy, mình sẽ sớm thực hiện kế hoạch này. Rồi cho rồng ăn lên level 30. Nói chung là dạo này chúng ta cũng có nhiều cái biến chuyển mới các bạn. Ví dụ như là đang vừa có chú rồng nha. Đấy, vừa có chú rồng của chúng ta là chú rồng, ok, là chú rồng Ruby Vampire lên level 70 năm sau. Thì giờ cũng sắp thêm chú rồng level 70 năm sau nữa rồi. Chờ sự kiện thôi các bạn ạ. Vì cái móc đấy đã cho mình như đó rồi. Mình có check qua những nick còn lại thì thấy cũng hình như cũng không có mảnh của chú rồng tiều phu. Nên là thành ra chắc chúng ta gọi là nâng sớm cũng sao. Không có trend qua ở những nick khác các bạn ạ. Bù vào thì chắc bù khoảng tầm 400, gần 400 op laser cơ cũng được các bạn. Thay vì bù 800 thì giờ bù 400 là ngon rồi. Ok, và trận đấu đầu tiên ở trong Run Arena đối đầu với một chú cáo trồn các bạn ạ. Cáo trồn đang gọi là hướng ánh mắt sắt đá vào nên thiệt của chúng ta, như là muốn cho nên tình yêu nếm thử mùi vị của tình yêu. Nhưng mà thực ra là tình yêu cáo trồn các bạn ạ. Không, chúng ta gọi là đã có tình yêu của gọi là siêu hot boy lùng, siêu queen boy lại lùng siêu ngầu rifle rồi. Không cần tình yêu gọi là cáo hay là tình yêu gì đâu các bạn ạ. Ui, và chú rồng này là đang xài cái đòn đánh mình. Nó cũng đơn giản thôi. Mình sẽ xài hấp huyết lên chú rồng này. Level 60 không? Được búp lên là 328 ca máu các bạn. Như là trên run này là chú rồng hết xài vampire hết được búp 2 hệ rồi. Nên là run này thì so với run đầu thì mình có giảm lực chiến đi tí xíu. Nhưng không sao, có hai chú rồng này rồi là đảm bảo cho mình lên Master 3 các bạn nha. Không có bỏ lỡ cái phần thưởng trên đó. Nhưng mình mong là có cái trận đấu nào đó cho mình thực hiện nhiều rồng chút xíu. Để mình tha hồ hay là cho mình ra Ruby Vampire để mình train luyện run. Và cho chú rồng tiều phu ra luôn. Tiều phu đang hot các bạn. Đang gọi là sức mạnh ghê lắm. Để còn chú rồng Helric của chúng ta thì sao? Đấy không các bạn? Rồi ok, lên mảnh nè. Wow, đội hình nhìn mới đấy. Nhưng mà cũng toàn chú rồng gọi là bình thường các bạn ạ. Ôi, mình là bị khắc chế rồi. Trong run nanh chiến binh là đỡ được. Chú rồng bên kia nhìn khá là cổ xưa các bạn ạ. Khá là cổ xưa, nhìn cũng rất là ghê đấy. Ôi, nhưng mà chúng ta là Vampire nanh chiến binh. Rất là Rottenet là chú rồng Vampire hấu ăn các bạn ạ. Nhưng mà mình đã đặt tên cho gọi là dòng Vampire 1 theo kiểu là nanh cộng với hệ. Thì ra là nanh băng, nanh bóng tối, nanh chiến binh và nanh điện á. Ờ không, như là nanh điện phải không nhỉ? Nanh thổ dân, vậy là không phải nanh điện. Là... Uầy, dạo này hay quên các bạn. Nanh bóng tối rồi này, nanh kia, nanh. Còn một nanh nữa, ui, không nhớ các bạn ạ. Anh sinh học phải không ta? Anh sinh học ở bên dòng 2 mà. Wow, chúng ta chắc sẽ phải xem lại rồi các bạn ạ. Cái cảm giác này nó khá là khó chịu các bạn.
cảm giác mà mình đang suy nghĩ này. Bạn nào nhớ ra chưa? Nên bóng tối đấy. Bóng tối rồi, đánh băng rồi, đánh chiến binh rồi. Còn một năm nữa, nên ác mộng thì là chủ bộ bóc rồi. À, mình nhớ cái dòng 2 trước bio nên sinh học. Nên đầu lâu là giờ thành nên ma vương rồi. Nên tình yêu nè. Và lại là... nên gọi là YouTuber, nên sói. Vậy rồi còn một chú rồng nữa đâu? Vậy là nanh điện rồi, nanh thổ dân là nanh điện rồi. Vậy là nanh điện các bạn. Vậy là nanh điện. Nanh điện mà sao mình đặt là nanh thổ dân nhỉ? Để xem lại nha các bạn. Tự nhiên không nói chuyện tào lao bí đao xong lại giờ quay qua nhiều cái chuyện đó. Nó lại nhức đầu các bạn ạ. Thì giờ chỉ còn nanh điện chứ nhiêu. Nanh điện mình cứ nhớ một cái tên. Chắc là mình nhớ nhầm rồi. Sao mình lại như vậy được? Phải không các bạn? Thì nhắc tới việc đặt tên là đặt tên theo chủng loại, chủng tộc là vậy đó các bạn. Giờ là mình vẫn phải đang suy nghĩ đặt tên cho dòng gọi là Okana sẽ là như thế nào đây nè. Ok, tạo ra một cái gì đó nó khá là riêng và nó cũng có chất chung nữa các bạn. Ví dụ như nhiều bạn cũng đặt tên rồng là nanh gì đấy, đấy, hay là đai gì đấy, hoặc là như nào đấy. Ok, thì có một cái tên chung nó cũng khá là hay. Và bây giờ các bạn cũng hay gọi những con rồng ở trong đây là thủ lĩnh clan giống mình nè. Thủ lĩnh clan 1, 2, 3, 4, 5, 6 gì đấy. Nó cũng là một cái điều gì đấy nó khá là cống hiến các bạn nha. Mình nghĩ là như vậy. Dragon. Ok, Dragon team đen đấy. Rồi, mở rương nào. Ôi, rồng mình đã bị sát phạt một chú rồng rồi. Nào. Ôi, mình thấy là... Ôi, có mở được bình trend legend luôn kìa. Biết bình trend legend của mình được bao nhiêu rồi. Thì mình sẽ xem lại các bạn. Thì chắc là như vậy rồi. Không có thể nào mà chúng ta gọi là... Để xem lại cho chắc. Không bối rối lắm các bạn ạ. Đấy, biết ngay mà nanh điện mà không? Đúng rồi, nanh điện. Tại mình nhớ hao hao nanh điện thành nanh thổ dân các bạn. Kiểu giống thổ dân nhưng mà không phải đặt tên nanh thổ dân mà là nanh điện. Bảo sao các bạn ạ? Chứ chúng ta gọi là cũng đâu đến nỗi là kiểu kia đâu phải các bạn. Đúng rồi. Ok, nhắc điện là có nanh điện ở đây luôn các bạn ạ. Mình thì không có đầu tư nanh điện rồi, mình theo kiểu là mình nghĩ là bây giờ là sau khi đã đầu tư gọi là cho nanh Ruby Vampire là khả năng chúng ta có thể đầu tư cho những rồng nanh khác sẽ rất là lâu hoặc là giảm xuống rất là nhiều luôn các bạn ạ. Vì cái cập nhật mới nó sẽ là thay đổi xáo trộn rất là nhiều. Và giờ còn Speed nữa. Và Speed thì với những chú rồng lại có sự khác nhau nữa các bạn ạ. Nhiều chú rồng yếu hơn những chú rồng cách 10 mà có Speed cao hơn. Ui, cái chuyện gì thế này? Cái đó hơi ảo các bạn ạ, cái đó hơi ảo. Và không biết cái Speed này có ảnh hưởng tới việc mà mình đổi những chú rồng với nhau không? Nó sẽ làm giảm đi cái sức mạnh khi mà chúng ta được đổi rồng. Mà nếu như nha, được đánh online thì nó lại là một cái câu chuyện khác nữa. Đây, nhưng mà mọi người thì đều ao ước được đánh online không? Đó là một cái niềm mơ ước từ trước đến giờ. Nhưng mình cái này thì mình suy đoán thôi chứ mình không biết là phải đánh online không. Vì trong có cơ chế arena mới, đánh bại đối thủ, rồi có thêm huy hiệu gì đấy. Nhưng mà các bạn à, nhưng mà để mà đánh được online đó là một cái vấn đề gì đó cực kỳ khó nha. Nên mình cũng nghĩ là, nhưng mà mình nghĩ trước sau giờ phải có chứ. Như tựa game Monster Legend là có lâu lắm rồi. Nên tựa game Rock City là nhóm hành phải gọi là tìm ra một cơ chế đó. Mà bây giờ đã có cơ chế là tốc độ như này thì tại sao lại không có vác cái kêu vào các bạn. Mặc dù Speed mình nghĩ thấy mình chưa hoàn thiện lắm. Nhưng không sao, và game ta cập nhật đến đâu thay đổi đến đó. Chúng ta thích nghi với game các bạn ạ. Để không bị game bỏ lại. Và cũng không bỏ lại game gì. Hai câu này thì nghe nó gọi là ui dồi, chú rồng này. Rồi ok, trưởng nè. Nói chung là đánh cho nhanh đi các bạn ạ. Để hoàn thành gọi là clip. Đó, hoàn thành video. Ok, trưởng nè. Đánh như phim trưởng luôn các bạn. Kiểu tu tiên, luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ. Rồi khí tụ đan điền, trưởng lực. Kình phong vô cùng là dữ dội.
Ấy thì trước mình cũng hay bình luận kiểu tu tiên đấy các bạn ạ. Để mình xem nào. Đây rồi, từ trên núi phái xuống gọi là những người đệ tử ưu tú với gọi là tu vi hiện tại cũng đã nguyên anh kỳ, đã gọi là chạm mặt với những chú rồng thuộc trúc cơ kỳ ấy, và bây giờ gặp một chú rồng kết đan. Tuy nhiên là kết đan kỳ so với lại là nguyên anh vẫn còn cách xa khá là nhiều. Chúng ta gọi là sử dụng kình phong nổi lồng với một cái âm ba trưởng đã hấp đi lượng máu tương đương với hơn gọi là gần một nửa sinh mệnh của đối thủ. Và tiếp theo đấy chúng ta trưởng lực hai kình phong vào nhau, khói bụi mù mịt khiến cho chú rồng bên kia chỉ còn nước gọi là ôm đầu bỏ chạy. Tuy nhiên đã chạy không khỏi nắng. Trong một sát na thì chúng ta đã phóng nghĩa tuyệt kỹ vô cùng là đao thứ bước nhập vào, khiến cho chú rồng không thể tránh né. Đấy, chậm một giây thì đã có một chú rồng khác tiếp tế ở phía sau, từ phía sau gọi là nhảy ra với những đòn đánh vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên đã bị thế công, đã bị lùi lại sau khi chúng ta đã dùng thần thức cường đại để mà quét qua. Sau khi chú rồng đấy đã gọi là bị đọc hết tất cả gọi là tâm trí, thì bây giờ chú rồng đó chỉ còn cách là quy phong với đồng đội. Nhưng mà cái pha gọi là con tin này cũng tốn người ta khá là nhiều sinh lực đấy các bạn ạ. Ok, ở đây xong rồi đấy. Ôi còn chú hề được đánh ở trong đây luôn, ghê nhở. Ok, và có lẽ video của mình đến là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau nhé. Xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye. Chia sẻ cho thầy luôn. Các em chia sẻ cho thầy đi.